Cuối tháng 9 đầu tháng 10, Vagabond đã làm mưa làm gió, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả cùng với giới truyền thông nói chung. Cho đến bây giờ, bộ phim vẫn không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Vậy điều gì khiến Vagabond trở thành bom tấn siêu hot như vậy? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé. Số 5, nội dung hấp dẫn, kịch tính theo kiểu nồi cũ gạo mới. Trong khoảng thời gian gần đây, bộ phim mang đề tài điệp viên ăn khách một thời của Hàn Quốc như City Hunter, Iris hay The K2 hầu như đã đều bị quên lãng trên màn ảnh nhỏ. Vì thế, Vagabond xuất hiện khiến ai cũng tò mò không biết mạch phim sẽ ra sao. Vẫn là nội dung hành động điệp viên quen thuộc, nhưng được làm mới với những tình tiết bất ngờ, khó đoán trong câu chuyện tình cảm đầy ân oán mâu thuẫn của nữ điệp viên tình báo Go Harry do Suzy thủ vai và anh chàng diễn viên đóng thế Cha Da-gun do Lee Seung-gi đóng. Thậm chí nó còn hot hơn nữa vì có cùng mẹ đẻ với hai bom tấn đình đám, đó chính là Empress Ki và History of the Salaryman. Số 4. Sở hữu hai át chủ bài truyền thông cùng dàn diễn viên phụ hùng hậu. Cặp đôi chính của Vagabond khiến đông đảo khán giả quan tâm, không vì hiệu ứng cặp đôi xuất phát từ Gu Family Book mà bởi bản thân mỗi diễn viên đều đã là át chủ bài truyền thông. Lee Seung-gi kể từ thành công của My Girlfriend is a Gumiho càng ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Năm 2018, A Korean Odyssey do anh đóng chính nhanh chóng gây sốt bất chấp việc nội dung vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Độ hút truyền thông của nữ chính Bae Suzy thì càng không cần phải bàn cãi. Tình đầu quốc dân từ lâu đã được đông đảo người Hàn yêu thích và luôn nằm trong danh sách nữ thần hàng đầu của giới giải trí Hàn. Ngoài ra, dàn phụ của Vagabond cũng quy tụ toàn những cái tên gạo cội, trùm phản diện Shin Sung-rok trong vai Ki Tae-won, đội trưởng thông tin của NIS Kim Min-jong, ảnh đế Baek Sang Lee Kim-young và nhiều diễn viên dày dạn kinh nghiệm khác cũng góp mặt. Số 3, những pha hành động đỉnh cao, mãn nhãn. Với số tiền 25 tỷ won, gần 480 tỷ Việt Nam đồng, Vagabond sở hữu những phần ngoại cảnh hoành tráng, kỹ xảo hình ảnh chỉn chu và những phân cảnh hành động xuất hiện với mức độ dày đặc mà được quay rất chi tiết, kịch tính không thua kém gì một phim điện ảnh. Vagabond cũng gia nhập xu hướng chọn các điểm quay ở nước ngoài để tăng cảm giác mới lạ như Lisbon, Bồ Đào Nha và Morocco. Cứ nhìn Lee Seung-gi với Suzy múa võ rồi cầm súng bắn nhau không chớp mắt là đã thấy đã đời lắm rồi. Số 2. Nhan sắc gây thương nhớ của cặp đôi diễn viên chính. Suzy luôn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi ngoại hình xuất sắc của mình. Nhan sắc của Suzy thậm chí còn nổi tiếng hơn cả tài năng của chính bản thân cô. Có rất nhiều lời khen ngợi bay bổng dành cho sự xinh đẹp và tỏa sáng của Suzy. Cô còn được công chúng yêu ái gọi bằng các biệt danh như thiên thần hay nữ thần. Một số ý kiến cho rằng vóc dáng hiện nay của nữ thần tượng được coi là chuẩn mực nhất, không quá gầy gò, mảnh mai. Từ lâu, Lee Seung-gi đã được biết đến là một nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hàn Quốc. Vừa hát hay, vừa diễn xuất tốt lại có thêm gương mặt hết sức ưa nhìn. Tuy nhiên, không mấy ai biết nam diễn viên còn nổi tiếng vì có một thân hình săn chắc rất hút mắt người nhìn. Trong Vagabond, các chị em đã có cơ hội chiêm ngưỡng thân hình không phải 6 múi mà là 8 múi rõ ràng cùng với cơ bắp săn chắc của chàng rể quốc dân này. Số 1. Màn tái hợp đầy duyên nợ sau 6 năm. Chuyện tình không trọn vẹn của Lee Seung-gi và Suzy trong Gu Family Book cách đây hơn 6 năm khiến đông đảo khán giả tiếc nuối và mong chờ màn tái hợp của cả hai. Trong Gu Family Book, Lee Seung-gi và vai Kang Chi mang trong mình dòng máu nửa người, nửa hồ ly đi tìm cuốn bí kíp có ghi lại cách để trở thành con người. Trong khi đó, Suzy và vai tiểu thư Yeo Woo xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh. Hai nhân vật phải vượt qua rất nhiều ân oán tình thù mới chính thức trở thành đôi. Vậy mà kết cục, Yeo Woo lại mất, để Kang Chi chờ đợi 422 năm cho đến khi vô tình gặp lại nàng ở thời hiện đại. Và Vagabond được coi là màn tái hợp viết tiếp câu chuyện giang dở của Gu Family Book. Trên đây là những điều khiến Vagabond trở thành bom tấn siêu hot. Các bạn nghĩ sao về bộ phim? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé! Đồng thời, nếu có ý tưởng hay đề tài gì đó, các bạn có thể đóng góp ý kiến cho chúng mình hoặc truy cập vào đường link Ten Tickers để ở phần mô tả nha! Và cũng đừng quên like, share, subscribe và bật thông báo kênh Ten Tickers Asia nhé! Còn giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Bye bye! Và sau đây là một số bảng xếp hạng chúng mình đã thực hiện.